Hiện nay, nguồn nước trong sinh hoạt gia đình thường được lấy từ nguồn nước máy chưa qua xử lý, chứa nhiều cặn và tạp chất. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề như thiết bị trong gia đình bị ố vàng, bám cặn, tắc nghẽn và giảm tuổi thọ, cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh. Do đó, nhiều cá nhân, gia đình và doanh nghiệp đã chọn sử dụng hệ thống lọc nước sinh hoạt gia đình để xử lý nguồn nước và phòng tránh các tác nhân gây bệnh. Hãy đồng hành cùng Thợ Thu Bis để khám phá quy trình hoàn thiện hệ thống xử lý nước Ion Hưng Phát tại nhà của một khách hàng hộ gia đình. Quy trình này bao gồm sụp rửa đường ống để giữ đường ống sạch sẽ và đảm bảo sức khỏe cho gia đình, cài đặt hệ thống lọc nước tổng để xử lý nguồn nước chính, sử dụng hệ thống nước nóng trung tâm heat pump của hãng New Energy Australia để tạo nước nóng và giữ ấm cho gia đình, và sử dụng máy bơm nước tăng áp để hỗ trợ tăng áp lực nước chảy nhanh theo nhu cầu sử dụng của gia đình. Với quy trình này, gia đình của bạn sẽ có một hệ thống nước sạch và an toàn, giúp tăng tuổi thọ của thiết bị trong nhà và đảm bảo sức khỏe cho mọi người trong gia đình.